cái phần mô tả của Perfect Road thì mình có thấy cái background của mình có cái personal goal đó là phải revenge cái hội Red Brand ấy. Nếu mà bê cái nhân vật này vào trong một cái câu chuyện khác mà không hề tồn tại cái Red Brand ấy, thì mình làm gì trong cái thế giới này? Cái nhân vật này được tạo ra cho một cái adventure có sẵn mà cái nhà sản xuất game nó tạo ra. Thì trong cái game đấy có bọn Red Brand. Nhưng khi mà chơi một cái adventure, một cái cuộc phiêu lưu khác hoặc cuộc phiêu lưu mà một DM khác tự chế ra, thì luôn luôn có thể nói chuyện với cái DM này là thế có thể thay cái bọn Red Brand này bằng một cái tên nào đấy khác mà có trong game của ông không? Kiểu thế. Hoặc DM bảo là nghe cái câu chuyện về cái nhân vật của cậu và cái bọn Red Brand này cũng hay đấy, để tôi thêm cái bọn tên là Red Brand vào trong game của tôi. Cái backstory ấy, cái câu chuyện của mình thường là nên làm việc với DM để ra được cái câu chuyện mà mình thích nhất có thể, mà hay nhất có thể. D&D là một cái game kể chuyện là giữa cả DM và cả player, có ý kiến từ player một tí, ý kiến từ DM một tí, xong mỗi thằng thấy bên kia cái đấy chi tiết đấy hay thì lại thêm vào cái câu chuyện của mình. Kể cả cái backstory của nhân vật mình nó cũng có thể là biến đổi trong lúc chơi, không nhất thiết phải giữ nguyên.